anh kể em nghe nhé trong cái bộ tarot trading ấy thì nó sẽ chứa rất nhiều cái tư tưởng mới những cái điều biết sự thật cũng như là cái cách để mà vận hành cái quá trình trading giao dịch ấy thì chúng ta tìm cái bộ tarot ở trong các nền tảng nhé thế thì đấy là những cái tư tưởng xuyên suốt và cái cách để mà chúng ta vận hành một cái thứ tư duy mới thì anh nghĩ là nó sẽ phù hợp với em nó sẽ phù hợp với một số cái để mà chúng ta nghiên cứu theo một cái thuật mới nào, hãy uh, xóa hết những cái cũ đi và nâng cấp nó. Giống như ông Vũ ông ấy nói là thu nạp kiến thức đấy, thu và nạp. Bên này thì xả và nạp đúng không? Đầu tiên chúng ta thu nạp đã, sau đó bên này là xả nạp. Xả xong bắt đầu là gì? Chúng ta sẽ có một cái tư tưởng mới, tinh thần mới, tìm hiểu tất cả những ý tưởng đó và cái cách để chúng ta vận hành. Thật sự nó là sự khác biệt, phải nói là nó khác biệt. Ok.